yêu thương cho không. Xin được chào đón tất cả các bệnh nhân cùng người nuôi đã quay trở lại đây để chúng ta tiếp tục cái quá trình điều trị cũng như là chào đón quý bệnh nhân mới. Thì như thông lệ, cha Phêrô Nguyễn Văn Cường cùng quý thầy sẽ dành thời gian để đọc một kinh cho Chúa trước khi bắt đầu công việc của mình. Và xin mời tất cả mọi người cùng hướng lên Chúa. Lạy cha chúng con ở trên trời, con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị ra, đi cha thánh hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thật hàng ngày, tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ ham. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mọi việc chúng con để tự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúng con đại diện danh Chúa nhân từ cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm, vô cùng amen. Chúng ta dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cha Phêrô Nguyễn Văn Cường với những công sức và tâm huyết của cha để cứu người. Thì chúng ta dành một phút mặc niệm dành cho cha. Cha và con và thánh, amen. Và xin mời tất cả mọi người cùng ngồi xuống. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân cùng người nuôi cùng tất cả mọi người đang có mặt ở đây hôm nay, các thầy thuốc cũng như quý bệnh nhân rất là vui mừng hân hoan khi mà phòng khám đã chính thức hoạt động trở lại để đón tiếp quý bệnh nhân tiếp tục điều trị và mang đến hy vọng cho cái sức khỏe của mình trong những cái thời gian điều trị và sắp tới. Đây là cái công trình khoa học của cha Phêrô Nguyễn Văn Cường đã dày công nghiên cứu 20 năm. Cha để lại cho không chỉ là các thầy thuốc, cho tất cả ở đây mà cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi được hưởng nhờ bởi công nghệ này. Hôm nay thì phòng khám chính thức hoạt động trở lại, đã được cấp phép hoạt động. Lý do mà phòng khám ngày hôm nay hoạt động là do nhu cầu của quý bệnh nhân có mặt ở đây cũng như là khắp nơi cần đến cái nơi để chăm sóc, để yêu thương và điều trị. Phương pháp điều trị ở đây là bằng y học cổ truyền và phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của cha Phêrô Nguyễn Văn Cường, và các thầy sẽ tiếp nối cũng như là gìn giữ cái công trình khoa học của cha để giúp cho các bệnh nhân ung thư với trên tinh thần yêu thương cho không. Đó là tâm nguyện của cha mà các thầy sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện. Thì ngày hôm nay cái giấy phép hoạt động đó đã có ở đây, mọi người có thể nhìn thấy, nên chúng ta có thể yên tâm đến đây để chúng ta được các thầy chăm sóc và hỗ trợ cho mình. Bên cạnh đó thì nguồn nước, gạo và trà thảo mộc đều đã được sử dụng, có nơi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Cụ thể như là nguồn nước, các thầy sử dụng nguồn nước hiện tại là nguồn nước NASA. Nguồn nước này, trước đây năm 2018-2019, cha Phêrô Nguyễn Văn Cường đã dùng nó để chữa thành công 46 ca bệnh ung thư ác tính. Thì hôm nay các thầy cũng sử dụng lại cái nguồn nước này, và do công ty cung cấp. Bên cạnh đó thì cái nguồn gạo, chúng ta sử dụng lại nguồn gạo tím, nguồn lạo tím trước giờ đã sử dụng đó. Rồi còn cái thảo dược, trà thảo dược thì các thầy đã phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và sản xuất Phú Quế do Chi cục
thủy sản, quản lý chất lượng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh. Đây là cái hợp đồng phân phối sản phẩm được ký kết giữa phòng khám và công ty để cung cấp cho quý bệnh nhân được sử dụng có nguồn gốc và an toàn, chúng ta yên tâm sử dụng. Kính thưa toàn thể quý bệnh nhân cùng quý người nuôi thân mến, các thầy gìn giữ cái công trình khoa học của cha và tiếp nối mang đến cho quý bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không, thì ở đây tất cả các thành viên từ thầy thuốc cho tới nhân viên đều không có nhận của bất cứ một bệnh nhân nào bất cứ thứ gì đó, và phụ giúp cho quý bệnh nhân trên tinh thần bác ái yêu thương cho không mà cha đã hướng dẫn cho các thầy. Thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây cũng nhờ công sức của Mạnh Thường Quân đã chung tay góp sức giúp đỡ cho phòng khám. Hiện tại thì phòng khám còn thô sơ, chưa có những cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng tốt cho quý bệnh nhân, thì mong quý bệnh nhân thông cảm và đồng hành trong quá trình điều trị để mình có được cái phác đồ điều trị tốt nhất. Thì cũng xin chân thành cảm ơn đến chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền ấp Dòng Lớn và chính quyền xã Vinh Kim đã tạo mọi điều kiện để phòng khám được hoạt động và tạo mọi điều kiện để bệnh nhân đến đây để chữa bệnh một cách tốt nhất. Phòng khám cũng xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân đã giang tay giúp đỡ củng cố lại phòng khám nơi đây để cho mỗi ngày được tốt đẹp hơn. Cụ thể là xin được chân thành cảm ơn bác Thuận đã ủng hộ cho, xin chúng ta cho một tràng pháo tay dành cho bác Thuận đã ủng hộ cho quý bệnh nhân những cái nguyên vật liệu, vật tư xây dựng để phục hồi lại, để khôi phục lại cái phòng khám của mình ở bên kia. Thì tạm thời chúng ta sẽ được thăm khám tại cái rạp ở bên đây. Thì các thầy cũng hy vọng rằng trong những ngày sắp tới không có mưa gió lớn sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị của mình. Xin chân thành cảm ơn bà Hương Mai, cô Nguyên và cô Kim Anh đã giúp đỡ về kinh phí để có được nguồn nước, nguồn gạo và thảo dược để giúp cho quý bệnh nhân. Xin được cảm ơn bác Tùng đã hỗ trợ cho các vật tư thiết yếu ở trong phòng khám như bàn, ghế và tủ. Cũng như xin chân thành cảm ơn tới quý Mạnh Thường Quân xa gần đã giúp đỡ cho phòng khám. Phòng khám mới hoạt động trở lại thì cũng xin cảm ơn những người nuôi của bệnh nhân đã đến đây chung tay góp sức cùng với quý thầy để dựng nên cái nhà rạp này để chữa bệnh cho bệnh nhân. Đó là cái niềm vui khôn tả mà các thầy thuốc ở đây cùng với quý bệnh nhân chúng ta có được. Bây giờ chúng con xin mời bác sĩ Hòa có đôi lời phát biểu ý kiến ạ. Chúng con xin trân trọng. Kính thưa các thầy, trong phòng khám mới, bốn người con của cha đã được cha dạy dỗ, trao truyền những kinh nghiệm về phác đồ điều trị ung thư mà các thầy bây giờ coi là những thầy thuốc vàng của phòng khám để mọi bệnh nhân đến đây yên tâm. Sau bao nhiêu ngày, nước mắt từ trong tim chảy ra đã khô cạn. Hôm nay, nguồn sinh lực mới của cha đã dành cho các bệnh nhân đến đây
trong một điều kiện hết sức đặc biệt mà tôi liên tưởng rằng như là các thầy thuốc quân y của chúng ta đi làm nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc thì người ta sang chiến trường, sang các nước để cứu các bệnh nhân như thế cũng là lều bạt thôi, chứ làm gì có nhà cửa để ở. Thì đến đây nhà lá đơn sơ, tấm lòng rộng mở, những thầy thuốc như người mẹ hiền, lương y như từ mẫu sẽ theo vâng theo lời dạy của cha. Chúng con xin hứa với trước Chúa, trước Đức Mẹ và trước cha, chúng con sẽ dành hết tâm huyết để cứu chữa các bệnh nhân, để các bệnh nhân hoàn toàn yên lòng khi đến đây được điều trị theo lộ trình nhất định của các bệnh, và các bệnh nhân sẽ đỡ bệnh và lại được làm lễ ra viện như là có cha đang yêu thương, có cha đang nhìn ánh mắt, và cha đã nói rằng bác Hòa, bác vào đây bác nhìn ánh mắt của những người bệnh nhân, con suốt đêm con không ngủ được. Chúng ta tưởng nhớ đến cha đã từ bỏ vinh hoa phú quý để được giáo sư, cố giáo sư Trần Kim Thạch dạy cha, và cha đã hoàn thành xuất sắc công nghệ trà thảo dược cháo nano và kim nước kiềm để ngày nay chúng ta được yên tâm chữa bệnh như thế, thì các bệnh nhân hoàn toàn yên tâm. Chúng ta tưởng nhớ đến cha đã từ bỏ vinh hoa phú quý để cha về làm một người nông dân suốt ngày cởi trần để trồng thuốc. Và một cái câu chuyện cha kể mà con không bao giờ quên được, cha nói là khi cha trồng trái dưa leo thì gặp một đứa bé 4 tuổi nó theo mẹ nó ra trồng cũng ruộng cũng gần đấy, cha đến cha bất cho nó 3 trái thì nó nhận xong, sau nó quay lại nó bảo ủa nhận của ông cha kia, ông bị thần kinh có làm sao không má? Thì má bảo làm sao con lại nói vậy, thì má bảo là con nó bảo là con đi học thấy các bạn nói với nhau vậy, thì má mới giải thích. Thì thằng bé nó bỏ quả dưa xuống, nó chạy đến nó khoanh tay, nó nói là thưa cha con xin lỗi cha, con cứ nghĩ là như thế nhưng bây giờ cha trồng được quả dưa ngon như thế này thì con xin tạ ơn cha. Thì cha nói là con quỳ xuống con bế nó lên, hai cha con khóc nức nở, thằng bé nó cứ ôm ghi lấy cổ cha xong nó hôn cha. Thì đấy là cái điều mà Chúa đã tôn vinh cha để cha có công trình thắng lợi ngày nay. Thì chúng con cố gắng để vâng theo lời dạy của cha, con vào đây cũng là được cha dạy dỗ và con cũng là học trò của bốn thầy ở đây, vì các thầy đã dạy cha, dạy bốn thầy ở đây 10 năm rồi. Thì mong các thầy là giữ gìn sức khỏe và cứu chữa bệnh nhân để các bệnh nhân hoàn toàn yên tâm. Và con cũng không biết nói gì hơn, trước hết là con cảm ơn các mạnh thường quân và con cảm ơn tấm lòng của các bệnh nhân đã dành cho cha những tình cảm tốt đẹp, và chúng con xin hứa sẽ hết sức cố gắng để điều trị và chăm sóc các bệnh nhân như lúc cha còn sống để các bệnh nhân được yên lòng. Con xin hết sức cảm ơn các bệnh nhân, chúc các bệnh nhân khỏe mạnh và chuẩn bị được xuất viện. Con xin hết. Xin được cảm ơn lời phát biểu rất là xúc động và chân thành của bác sĩ Phương Hòa. Và sau đây xin mời bác Thuận dành vài lời cho ý kiến cũng như là động viên tinh thần của quý bệnh nhân để tiếp tục điều trị bệnh ở đây. Xin chân thành mời bác. Trước hết là cùng kính cha, ngày sau đây là xin phép quý bác sĩ, y sĩ trị bệnh cho bệnh nhân. Và tôi cũng không có gì nhiều hơn. Khi mà phòng khám đã sang bằng đất thì tôi có chút đỉnh để hỗ trợ rồi cho khôi phục lại phòng khám mới. Vậy tôi cũng xin có nhiều lời mấy bệnh nhân và người nuôi bệnh cố gắng giữ yên cái phác đồ của cha để mai mốt về hết bệnh và về sum họp với gia đình. Dạ, bao nhiêu đó là cũng tâm nguyện cũng của gia đình tôi từ 6 đứa nhỏ ở Mỹ. Nó cũng vẫn thường nói là ba với mẹ về, chúng con không cần gì hết, chúng con cần ba với mẹ làm những điều tốt để cho chúng con hưởng sau này. Dạ, xin gửi lời. Xin cảm ơn bác Thuận với những lời phát biểu. Xin mời bác Giang mình phát biểu vài lời để động viên cho các bệnh nhân. Thưa mấy bác, mấy thầy,
với các bệnh nhân ở đây, thì trong nguồn ống cho đường dự ba chi sĩ xảy ra sự cố, thì mình thì những điều khó khăn của trong phòng khám của các bệnh, rồi mình thì có nước, nguồn nước tiền để phục vụ để cho các bệnh nhân. Xin được cảm ơn bác Giang. Kính thưa quý bệnh nhân cùng với tất cả những người nuôi ở đây, thì các thầy đi theo cha 10 năm. Trong khoảng thời gian 10 năm đó, cha đã huấn nhục các thầy cũng như là đào tạo để các thầy có được ngày hôm nay để đứng ở đây để mà chăm sóc cho những bệnh nhân. Thì cái niềm vui không bao lâu thì khi cha qua đời, đó là cái mất mát lớn nhất đối với các thầy, đối với tất cả bệnh nhân và đối với tất cả mọi người. Không có cái gì mà có thể bù đắp được. Khi cha còn ở đây, cha đã dạy dỗ cho các thầy, dìu dắt các thầy đi. Cha nói: còn cha gót đỏ như son, mất cha gót con đen xì. Cha đã giang tay lo lắng cho hết tất cả mọi người để mình có được cái sự điều trị tốt nhất. Cha lấy cái hình ảnh của một người cha, một người gà trống nuôi con để lo hết cho những bệnh nhân ở đây. Một người cha đi ra ngoài xã hội làm việc vất vả, sau khi về nhà buông bỏ những cái khó nhọc, những cái ưu phiền ở bên ngoài để đi vào nhà nô đùa và dạy dỗ con cái mình sống nên người. Thì các thầy cũng học từ cái tấm gương của cha. Các thầy cũng rất là thương bệnh nhân và những cái khó khăn trong từng thời điểm, các thầy cố gắng từng bước tháo gỡ làm sao để đảm bảo cái quá trình điều trị của bệnh nhân được tốt nhất. Mỗi bệnh nhân chỉ cần tập trung vào cái quá trình điều trị của mình, cố gắng thực hiện nghe theo lời các thầy thuốc để mình có được cái sức khỏe tốt nhất. Đó là cái mong muốn của tất cả thầy thuốc ở đây, cùng đoàn kết với nhau, cùng lắng nghe lời cha, cùng duy trì, cùng hướng với bệnh nhân cái những điều tốt nhất. Đó là cái tấm lòng, cái niềm chân thành mà các thầy có thể mang đến cho bệnh nhân ở đây. Thì cũng xin bệnh nhân và người nuôi cũng như tất cả mọi người cùng chung tay góp sức cho cái công trình khoa học của cha mỗi ngày nó mỗi hoàn thiện hơn. Sau đây thì xin mời quý bệnh nhân hoặc người nuôi có đôi lời phát biểu ý kiến để xây dựng để phòng khám này mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta nên dành những cái lời tích cực, những điều tốt đẹp để chúng ta xây dựng lẫn nhau để phòng khám mỗi ngày một tốt hơn. Con xin chân thành kính mời ạ. Còn đến đây là con nuôi vợ con. Vợ con là bị ung thư gan. Bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn đã chê, rồi bác sĩ bệnh viện Đồng Nai cũng chê. Thế là vợ con ấy, con coi trên mạng lúc cha còn sống cơ, nhưng đến bây giờ thì vợ con bị, con phải lên đây, con đưa vợ con lên đây. Thì vợ con trước kia là cái mắt nó đã vàng ra luôn rồi, mà để con đến đây, đến hôm nay là vợ chồng con đến đây là hôm nay đến đây là được 20 ngày, con đi đến từ đầu tháng 12. Thì trước kia là vợ con 10 phần thì đã uống ăn cháo la lô của cha các thầy cho, với lại uống thuốc thảo dược. Thì trước kia là 10 phần, thì bây giờ vợ con đã bớt đi được 3-4 phần rồi trong vòng 20 ngày. Thì con rất chân thành tạ ơn cha, tạ ơn Chúa.
đã ban cho vợ con được sức mạnh để duy trì sự sống đến mai sau. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các thầy, kính thưa tất cả các bệnh nhân và những người nuôi bệnh đây. Tôi từ ở bên Mỹ tôi về đây. Sở dĩ tôi biết ở đây là tôi qua mạng YouTube tôi có liên kết được với cha trực tiếp ở trên điện thoại. Thì cha mới hỏi tôi là con bị bệnh gì. Tôi mới thưa cha con là bị ung thư gan. Thì cha mới nói thì con cứ lấy cái giấy mà bác sĩ điều trị cho con đó, chứng nhận là con ung thư gan, con cứ đem về đây thì cha sẽ lo cho con. Và cha cũng có giới thiệu tôi qua chú Xuân Dũng. Thì tôi cũng có liên lạc thẳng với chú Xuân Dũng, từ Mỹ trên liên lạc thẳng với chú Xuân Dũng. Thì chú Xuân Dũng cứ nói là nếu mà chú có giấy chứng nhận thì chú cứ về đi, thì con cho cái số điện thoại riêng của con này. Thì chú về con sẽ giúp đỡ lo cho chú. Thì tôi về đây tôi bắt đầu tôi khám ở đây từ ngày 26 tháng 9 tới bây giờ. Thì hôm thứ hai này tôi đi khám tổng quát lại ở bệnh viện Thiên Ân. Thì bác sĩ ôm vai tôi, các bác sĩ nói tôi chúc mừng cho bác, bác đã khỏi bệnh. Hôm nay con đứng trước thiên nhang Chúa và cha, con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha, cũng như cảm ơn tất cả các y bác sĩ đây đã tận tâm giúp cho con khỏi bệnh để về sum họp với gia đình. Thì con cũng biết như là con chẳng biết nói gì hơn. Một lần nữa con xin cảm tạ cha và các thầy. Xin được cảm ơn bác Tommy đã dành những lời rất là chân thành. Cũng xin chúc mừng bác với cái kết quả điều trị vừa rồi. Con ở ngoài Bắc, con cao phổi, con ở Nguyễn Thị Nhà. Con vào đây được 43 ngày. Thì con hôm nay thì sức khỏe con cũng rất là khỏe. Con chỉ còn ho một chút. Con cũng không biết nói gì cả. Khi chú con vào đây, tất cả các bệnh nhân, khi biến cố của cha, cha đã mất đi để lại rất là những nỗi đau, nỗi buồn của các bệnh nhân trên toàn thế giới. Chúng con không biết nói gì cả. Khi mà chúng con không biết một cái chuyện gì hết, nhưng thấy phòng khám của cha đổ lát, các bệnh nhân chúng con rất buồn mà lo âu. Các con chỉ biết cầu nguyện mỗi ngày để cho các thầy, khi cha Tên Vô mất đi, cha đã có các thầy, cha dạy dỗ các thầy, thì nay con không biết nói gì cả. Con chỉ biết xin Chúa của mẹ Maria luôn đổ hầu ân xuống cho phòng khám của cha Pedro của chúng con, luôn đồng hành cho các thầy để chữa bệnh cho các bệnh nhân. Hôm nay phòng khám trở lại, chúng con thất rất là hân hoan, chúng con mừng rỡ suốt đêm cả hàng ngày. Chúng con luôn cầu nguyện Chúa cùng mẹ để luôn đổ hồng ân xuống, nhất là nhân dịp Chúa sắp đến ngày Giáng sinh. Thì con xin, con cũng không biết nói gì cả, con chỉ biết là xin Chúa Giêsu hài đồng của chúng con sẽ ở bên chúng con để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh được an lành và hạnh phúc ạ. Bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để chúc mừng cho phòng khám trở lại, để chúc mừng cho bệnh nhân có nơi để điều trị. Bây giờ thì xin mời tất cả thầy thuốc cũng như là quý bệnh nhân mình hướng lên Chúa một lần nữa để cảm tạ và mình đọc kinh, sau đó mình bắt đầu vào điều trị ạ. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời sẽ cùng. Bây giờ xin mời quý bệnh nhân chúng ta trật tự, chúng ta
lắng nghe những nhân viên cũng như thầy thuốc hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta vào quá trình điều trị ạ. Đứt ruột không khóc hay lại mừng quá. Có nắng là vô rồi, chỗ mát ngồi nha cô. Dạ. Mùi nắng lên đèn coi thầy ơi. Cái xe của trường ấy thì nó mới à, số thì ban đêm. Đó nó gục về sẽ bị té nha. Đi chậm thôi. Mỗi lần là hai gói. Có ghi đó. Có ghi đó. Có ghi đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.